được thành lập vào năm 1959 tại Mỹ. Đến nay Amway được biết đến là một thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp, có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Thành lập tại Việt Nam từ năm 2008, Amway Việt Nam là một thành viên của tập đoàn Amway, hoạt động dựa trên giá trị cốt lõi là giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Để hiện thực hóa mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm chất lượng nhất, Amway đã đầu tư 25 triệu đô la Mỹ để xây dựng nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore 2A, tỉnh Bình Dương. Nguyên liệu đầu vào sẽ được kiểm tra theo quy trình tiêu chuẩn, được kiểm soát qua máy dò kim loại, máy kiểm tra trọng lượng. Nguyên liệu được cân theo công thức riêng dưới sự giám sát chặt chẽ trước khi đưa vào sản xuất. Nguyên liệu được đưa vào bồn trộn bằng hệ thống nạp liệu chân không và được sàng lọc với trình tự và công thức riêng biệt cho từng sản phẩm. Trước khi được đưa vào công đoạn chiết rót, chai nhựa dùng chứa sản phẩm cũng phải trải qua các công đoạn vệ sinh bề mặt và vệ sinh bên trong chai tại máy cấp chai, sấy khô, dò kim loại, tạp chất đều được chú trọng kỹ lưỡng. Sau khi đóng nắp chai, chai sản phẩm tiếp tục qua công đoạn kiểm tra độ kín, trọng lượng, vật thể lạ. Trên toàn bộ dây chuyền đóng gói luôn luôn có các nhân viên kiểm soát 100% cho từng giai đoạn nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm an toàn tuyệt đối. Nhà máy được bố trí hệ thống kho bãi rộng rãi, nhiệt độ, độ ẩm được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng trong suốt quá trình lưu trữ. Hệ thống điều hòa không khí, điều chỉnh áp suất, nhiệt độ và độ ẩm, đảm bảo lượng không khí dùng trong sản xuất luôn sạch và vô trùng. Phòng thí nghiệm tại nhà máy được xây dựng theo tiêu chuẩn Amway toàn cầu với các trang thiết bị nhằm đảm bảo năng lực cho việc kiểm soát chất lượng hóa lý và vi sinh. Khâu xử lý nước đầu vào được Amway chú trọng đặc biệt. Nước phục vụ cho quá trình sản xuất được bơm trực tiếp từ hệ thống nước máy của thành phố, sau đó được xử lý qua hệ thống để đạt tiêu chuẩn tinh khiết của nguồn nước cất dùng trong dược phẩm. Nước thải sau khi sản xuất được đưa đến các bể lắng. Toàn hệ thống với hơn 10 bể lắng sẽ hoạt động hết công suất, mang tới kết quả là nước sau khi xử lý trở nên an toàn với môi trường. Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam Singapore